Vâng, chào mừng toàn thể các bác và toàn thể quý anh em tiếp tục quay trở lại với kênh của Khang Minh GPL trong ngày hôm nay, buổi chiều chủ nhật 29 tháng 3. Trở lại với video trong ngày hôm nay, Khang Minh tiếp tục test âm Crown iTech 6000. Trước khi ngày mai Khang Minh tiếp tục đóng gói một con nữa để gửi cho một khách hàng ở Cần Giuộc, Long An, thì ngày hôm qua Khang Minh đã test một con, nhưng mà bác sở hữu thêm một con nữa trên Khang Minh ngày hôm nay. Và bác cũng muốn Khang Minh test âm, nhưng trên video này, ngày hôm nay Khang Minh sẽ test âm ra cặp loa SRX725. Và Khang Minh vẫn test cái bản nhạc hôm qua, Khang Minh test. Khang Minh đã cắm điện và chuẩn bị con trên cùng. Sắp tới Khang Minh lại về Crown iTech 6000, một trong những model dòng nguồn sung, dòng đời cao mà Khang Minh vẫn thường xuyên cung cấp cho mọi người. Những cái con gần như là hàng demo và nó đẹp gần như là mới luôn. Đây là cái phần mềm Khang Minh viết ra đây, bởi vì đọc tiếng Anh thì cũng không được rành, cho nên Khang Minh viết ra đây để bác Tân có thể download cái phần mềm này về máy tính, can thiệp về âm thanh, âm sắc, cũng như là trong cái con iTech 6000 này nó có crossover, controller, bác có thể can thiệp về âm thanh, làm được mọi thứ trên cái con iTech 6000 này. Thậm chí là bác không cần động đến con Crown mà bác vẫn có thể điều khiển âm thanh. Đọc nó là Archite gì đó. Đó, đây là cái chữ cái và Khang Minh, cái phần mềm Khang Minh để trong ngoặc kép nhá, bác Tân nhá. Bây giờ Khang Minh quay qua cái con này, bác Tân xem qua. Hôm qua bác sở hữu một con và hôm nay bác sở hữu tiếp tục lốt con nữa trên Khang Minh. Zin nguyên bản và đẹp xuất sắc luôn. Khang Minh đã bật sẵn rồi. Cái quạt nó đang hoạt động, Khang Minh bật nó cũng phải độ nửa tiếng rồi. Tắt một chút đi để nói cho nó các bác dễ nghe. Quay qua cái Made in USA, số CG 0800 153 0522, 05 ngày tháng này, năm 2008, mùng 1 tháng 5 2008 nhá, bác Tân nhá. Các thông số phía sau Khang Minh quay qua, Khang Minh đã kết nối sẵn. Và cái video này thì Khang Minh vẫn đánh cái bản nhạc y như hôm qua mà Khang Minh test một con đầu cho bác, nhưng mà sẽ đánh ra cặp 725 ngày hôm nay. Khang Minh cũng rất là ấn tượng với các bác và quý anh em ở Long An. Ví dụ như bác Tân này, bác Tân sở hữu mỗi ngày một con iTech 6000 luôn. Và bác Hà ở Long An thì đặt Khang Minh con Crown 1200 điện 220 rất là lâu rồi. Tuy nhiên là bác chuyển tiền cho Khang Minh 100% luôn, nhưng mà cũng khá lâu rồi Khang Minh vẫn chưa về được, tuyển được con đó. Nhưng mà bác cũng không có lòng vội. Rất là cảm ơn bác đã tin tưởng Khang Minh rất nhiều. Và bác Hà còn biết Khang Minh không có chuyên những cái hòm, những cái dòng loa nhỏ, loa karaoke. Tuy nhiên là bác đặt luôn Khang Minh tuyển cho một cặp vừa rồi, ví dụ như BMP 252. Khang Minh nhờ anh em buôn những cái dòng hàng nhỏ đó tuyển cho một cặp cho bác Hà ở Long An. Có thể nói là đẹp miễn chê, không thể chê được luôn. Và bác Hà cũng rất là vui khi nhận được cặp loa đó. Thay mặt Khang Minh thì xin chân thành cảm ơn các bác và quý anh em ở Long An nhé. Bây giờ Khang Minh bật nguồn lên để kiểm tra qua rồi thì test nhạc cái con này. Khang Minh cho nó maximum. Và trên iPad thì Khang Minh sẽ khống chế cái âm lượng đây. Đấy, quạt nó bắt đầu hoạt động. 205, 207V, cái dòng điện ở Khang Minh thì nó không có được ổn định. Mọi cái thông số cơ bản nó vẫn như những con hôm qua, đều là những con mà nó chạy rất là ít giờ và đẹp xuất sắc luôn. Khang Minh quay thêm bác Hà để bác Hà nắm được.
bác Hà cũng rất là cẩn thận và rất là chỉn chu, cho nên là bác Hà muốn là Khang Minh làm video là cụ thể chi tiết, quay mọi góc cạnh vẫn đẹp như con hôm qua luôn bác Hà nha. À xin lỗi bác Tân, xin lỗi bác Tân và bác Hà nha. Bây giờ Khang Minh sẽ test nhạc luôn để chuẩn bị, có lẽ là Khang Minh sẽ đón khách. Cái hai cái cặp mà Khang Minh vừa giới thiệu monitor trong buổi trưa ngày hôm nay thì các bác và quý anh em nhanh tay nhé, chắc là nó cũng không còn nâu trên Khang Minh đâu. Mọi người nhanh tay sở hữu những cái món đồ mà đẹp xuất sắc. Những cặp loa nó đẹp, rất là đẹp và nó cũng không có nhiều. Bây giờ mời các bác và quý anh em chúng ta cùng thẩm âm qua cặp 725 và đánh bằng nguồn xung iTech 6000. Không thể nào mà không nói hai chữ tuyệt vời được. Khang Minh cho cái âm lượng ở trên iPad này nó vẫn còn khoảng 5 đến 6 mức âm lượng nữa. Tuy nhiên là Khang Minh không thể cho to hơn bởi vì cái con này nó đánh maximum. Khang Minh vặn hai cái volume này maximum thì nó đánh rất là kinh khủng. Và phải hãm cái âm lượng ở iPad lại. Rồi, Khang Minh xin dừng video tại đây. Hẹn gặp lại các bác và quý anh em ở những video lần sau nhé.